Các bạn thân mến, vào ngày hôm qua 28 tháng 11, nhân chuyến thăm tới Kazakhstan, Tổng thống Putin đã tiết lộ thông tin. Trong hai ngày vừa qua, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công rất khốc liệt vào Ukraine bằng 100 tên lửa các loại và 466 máy bay không người lái. Động thái này được cho là để trả đũa việc tên lửa tầm xa có nguồn gốc Âu Mỹ được phóng đi từ Ukraine sang đất của Nga. Thực ra thì như kênh đã nhấn mạnh, việc phóng tên lửa tầm xa này hoàn toàn là do các chuyên gia phương Tây thực hiện với hệ thống vệ tinh trinh sát của phương tây nga tất nhiên là biết điều này và đã cảnh báo nhiều lần tuy nhiên nga mới chỉ trả đũa ở mức độ vũ khí thông thường còn chắc chắn phương án vũ khí hạt nhân đã được nga đặt lên bàn cân nhưng dùng nó khi nào và ở đâu thì còn phải cân nhắc lựa chọn có một điều rất lạ là đám me tây việt nam luôn khích bắc nga gọi nga là hèn kém chỉ nói mồm mà không dám tấn công nghe có kỳ lạ không thế tôi hỏi ngược lại là các anh chị muốn nga dùng vũ khí hạt nhân thật à với tiềm, với tiềm lực hạt nhân khủng khiếp, Nga thừa sức đưa cả thế giới về với cát bụi, chứ đâu chỉ có mỗi mình Ukraine hay châu Âu. Thậm chí cả Mỹ cũng chẳng thể an toàn trước bộ ba hạt nhân của Nga. Các tàu ngầm hạt nhân của Nga sẵn sàng ẩn thân dưới biển cả năm trời và sẽ tấn công bất ngờ bằng ngư lôi gây ra các cơn đại sóng thần, nhấn chìm toàn bộ các thành phố ven biển của Mỹ. Rồi tên lửa Nga phóng đi từ mặt đất hay trên không có thể xóa sổ toàn bộ các thành phố của Hoa Kỳ chứ châu Âu hay Ukraine thì quá gần, đâu có đủ tuổi. Hôm nọ Nga mới bắn quả tên lửa siêu thanh tầm trung vào đất Ukraine, nhưng không gắn đầu đạn hạt nhân, mà đã khiến cả phương Tây hoảng loạn. Nhưng nên nhớ đây chỉ là đòn cảnh cáo mà thôi. Nga không phải không dám tấn công như đám me Tây hay xỉa sói, mà lý do thực sự là Nga vẫn đang cố cho phương Tây cơ hội cuối cùng để đàm phán, tôn trọng quyền lợi chính đáng của người Nga. Tổng thống Putin vì lòng nhân đạo mà không muốn thường dân châu Âu vô tội phải thiệt mạng. Nhưng đừng có ép gấu Nga quá đáng. Nếu các chính trị gia diều hâu của phương Tây vẫn tiếp tục ngoan cố, hy sinh lợi ích của dân chúng để giữ quyền lực bá chủ của họ, thì xin lỗi Nga chắc chắn sẽ ra tay. Lúc đó thì lại đừng giở cái giọng đạo đức giả ra để nói rằng tại sao Nga lại ác như thế. Tổng thống Putin đã nói rồi, nếu thế giới này không cần Nga thì Nga cũng đâu cần thế giới. Sức công phá của tên lửa hạt nhân Nga sẽ đủ sức đưa hàng triệu người về với cát bụi ngay lập tức, nhưng mà vấn đề là bụi phóng xạ của nó sẽ khiến hàng vài chục triệu người mắc bệnh và chết dần chết mòn sau đó. Đây mới là điều vô cùng đáng sợ. Châu Âu khi đó sẽ đứng trước nguy cơ không còn sự sống trong ít nhất cả gần trăm năm. Bụi phóng xạ đó còn theo không khí lan ra khắp nơi trên thế giới, gây ô nhiễm phóng xạ toàn cầu. Vậy các anh chị mẹ Tây Việt Nam có còn nghĩ đến chuyện khích bác người Nga nữa hay không? Các anh chị không biết mình đang nói cái gì nữa à? Thật sự không thể hiểu nổi. Quay trở lại với đòn trả đũa của Nga, thì Tổng thống Putin cũng cho biết quân đội nước này đang lẻ đang lựa chọn các mục tiêu ở Ukraine để tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới Oresnik. Những mục tiêu này có thể bao gồm các cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng hoặc trung tâm ra quyết định ở Kiev. Tức là giờ đây Nga đã bắt đầu nhắm đến cả các quan chức chính trị của Ukraine. Những người mà trong suốt thời gian qua vẫn được tha bổng Sở dĩ từ trước đến nay Nga chưa nhắm đến đám quan chức chóp bu của Ukraine là vì vẫn muốn dùng nó làm thiện chí để đàm phán. Cơ mà sau mấy lần đàm phán trước bị Ukraine lật lọng thì Nga đã không còn lòng tin nữa rồi. Nhất là khi chiến tranh đã leo thang đến mức độ Ukraine tấn công sâu vào đất Nga, thì Nga không còn cần phải nể nang gì nữa. Sẽ đánh cho đến khi Ukraine phải đầu hàng vô điều kiện thì thôi. Tổng thống Putin cũng tiết lộ tên lửa Oresnik có thể nhắm mục tiêu vào cả những công trình kiên cố sâu trong lòng đất. Mặc dù không phải là vũ khí hủy diệt hàng loạt nhưng Oresnik vẫn có khả năng gây ra sự hủy diệt lớn mà không cần sử dụng năng lượng hạt nhân. Đây là chi tiết các chi tiết các bạn nên để ý, vì thông thường Ukraine sẽ có các cơ sở ngầm nằm sâu dưới lòng đất, dùng làm nơi trú ẩn và họp hành cho các quan chức Ukraine và NATO. Nhưng giờ đây với Oresnik các hầm ngầm nằm sâu cả trăm mét dưới lòng đất cũng sẽ không an toàn nữa và sẽ trở thành mổ chôn cho các quan chức Ukraine NATO bất cứ lúc nào. Trừ khi giờ đây đám này chạy sang Mỹ hoặc Tây Âu lánh nạn, mà sự thực là điều này đang diễn ra rồi. Rất nhiều các quan chức Ukraine đã đánh hơi được dấu hiệu tàu sắp đắm, nên đã từ chức hàng loạt và ôm của chạy ra nước ngoài rồi. Họ đã không còn tin tưởng vào chiến thắng của Ukraine nữa và giờ đây là lúc cao chạy xa bay. Ngay cả những nước chống Nga mạnh nhất như con linh cầu Đông Âu Ba Lan cũng không còn được lạc quan như trước. Theo đó, quan chức quân sự cấp cao của Ba Lan Jake Shuera cho rằng, Nga đang thắng trong cuộc chiến kéo dài gần 3 năm qua ở Ukraine. Ông này nói, phía Nga chắc chắn nắm giữ cả thế chủ động và lợi thế trên chiến trường. Nếu chúng ta chỉ đo lường cuộc chiến bằng diện tích đất kia đang thắng trong cuộc chiến này. Ông này cũng kêu gọi Mỹ và các đồng minh nên tiếp tục gửi viện trợ quân sự, cố gắng gây tổn hại đến nền kinh tế Nga bằng các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, quan chức Ba Lan này cũng rất ảo tưởng khi cho rằng phương Tây cần thuyết phục Trung Quốc về cùng một phe để đối phó Nga. Có lẽ ông này không dám đối diện với một thực tế khách quan là phần còn lại của thế giới. Trừ phương Tây đang đứng về phía Nga, mà cái phần còn lại này thì to lắm. Về diện tích dân số và kinh tế giờ đều đã vượt trội so với cái thế giới phương Tây kia rồi. Nhiều người Việt Nam, mà tôi đoán cũng vẫn chỉ là đám ba que sỏ lá và me Tây mà thôi, cứ mở miệng ra là nói Nga bị cô lập, bị nghỉ chơi nọ kia. Cơ mà đám này không biết. Cái thế giới cô lập và nghỉ chơi với Nga chỉ là một nhóm nhỏ mà thôi. Còn tới hơn 3 phần tư thế giới họ vẫn chơi với Nga bình thường cơ mà. Đến cả Ngoại trưởng Ấn Độ còn nói, người phương Tây nên ngừng nghĩ các vấn đề của họ là của cả thế giới. Ý của vị quan chức này là thế giới giờ đây rộng lớn lắm. Làm gì có gì có cái chuyện phương Tây làm bá chủ như ngày trước mà thích nói gì thì nói. Làm gì thì làm. Đợt hội nghị thượng đỉnh Nga châu Phi năm vừa rồi cả mấy chục nước châu Phi đã đến tham dự hội nghị ở Nga. Ai bảo Nga bị cô lập vậy? Rồi đợt hội nghị thượng đỉnh BRICS mới diễn ra. Đại diện của mấy chục nước trên toàn thế giới đến Nga như đi chảy hội. Tay bắt mặt mừng với Tổng thống Putin. Ai bảo Nga bị cô lập vậy? Có mà giờ đây nhóm G7 đang tự cô lập mình với thế giới thì có. Về cơ bản thì đây là một cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây mà Ukraine chính là quân bài ủy nhiệm mạnh nhất trong lịch sử. Do vậy, đừng có lạ khi Mỹ đã liên tục thúc ép Ukraine phải tổng động viên hết lớp người này đến lớp người khác để chiến đấu với Nga. Theo đó mới chỉ hôm kia thôi, một quan chức cấp cao giấu tên của chính quyền Tổng thống Biden cho biết, Mỹ muốn Ukraine hạ độ tuổi động viên từ 25 hiện nay xuống 18 tuổi, nhằm mở rộng nhóm nam giới trong độ tuổi chiến đấu để khắc phục tình trạng thiếu binh lính. Nghe có giống ông chủ chỉ thị cho chưa hầu hay không? mà nó đúng là thế thật. Hiện nay Ukraine đã không còn huy động và huấn luyện đủ quân để thay thế tổn thất trên tiền tuyến, trong khi quân đội Nga thì ngày càng lớn mạnh. Thế mà trong báo cáo của phương Tây và Ukraine thì quân Ukraine vẫn đang thắng to, quân Nga thì chết rất nhiều lính. Thế mà sao vẫn thiếu quân là thế nào nhỉ? Mà các bạn nên nhớ là Ukraine cũng vừa hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 cách đây ít lâu mà thôi. Cũng theo báo cáo của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc công bố hôm 14 tháng 11, thì Quốc hội Mỹ đã phân bổ gần 183 tỷ đô cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra hồi tháng 2 năm 2022 và dự kiến sẽ gửi thêm hàng tỷ đô la nữa cho Kiev trước khi Tổng thống Biden kết thúc nhiệm kỳ. Các bạn chú ý, số tiền này tất nhiên Ukraine sẽ phải trả nợ sau này, bằng tiền hoặc bằng gắn đất và tài nguyên, chứ không phải là Mỹ cho không vì yêu thương Ukraine đâu nhé. Cũng theo ước tính của báo chí của báo chí phương Tây thì số lượng binh sĩ Ukraine đào ngũ đã lên tới con số 20%. Trong khi đó, kế hoạch gọi nhập ngũ bắt buộc dường như mới đạt được 2 phần 3 mục tiêu đề ra. Các bạn chú ý cái này nhé. Đến cả báo chí phương Tây cũng không che giấu nổi hiện tượng đào ngũ hàng loạt của quân Ukraine rồi. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là rất nhiều người Ukraine không coi đây là cuộc chiến về quốc như phương Tây và Kiev hay rêu rào. Cũng theo thư ký Ủy ban Quốc phòng và Tình báo Quốc hội Ukraine cho biết, quân đội nước này cần ít nhất 500.000 tân binh để thay thế các đơn vị đã chịu nhiều tổn thất. Nhưng theo kế hoạch hiện tại, Kiev chỉ có thể tuyển thêm khoảng 200.000 binh sĩ, tạo ra một thiếu hụt lớn. Theo tôi được biết thì hiện Ukraine đã không còn nguồn tân binh tự nguyện đăng ký chiến đấu như ở hồi đầu chiến tranh, mà giờ chỉ có thể dựa vào việc tổng động viên bắt lính mà thôi. Nếu bạn chịu khó lên Telegram thì sẽ thấy được nhiều cảnh bắt lính Ukraine trên đường phố nhìn trông thảm lắm nói chung là về cơ bản thì dự án địa chính trị ukraine dàn phương tây vốn dĩ muốn dùng ukraine làm con bài khiến nga sụp đổ rồi từ đó vừa thâu tóm tài nguyên ukraine lại vừa xẻ thịt nước nga cơ mà giờ đây nga không những không sụp đổ mà còn kéo cả thế giới tổng khởi nghĩa chống lại thế bá chủ đơn cực của phương tây thế có đau cho phương tây hay không rồi thì miếng đất ukraine hiện nay phương tây còn kiểm soát thì về cơ bản gần như đã là vùng đất phế vì ba miếng ngon, địa thế đẹp, tài nguyên quan trọng thì đã nằm phần lớn ở miền Đông Nam, nơi quân Nga đang kiểm soát hết rồi. Thế thì Mỹ và chư hầu châu Âu còn mong ăn được cái gì nữa, chắc chỉ còn gặm được cục xương mà thôi. Vì cái mảnh đất Ukraine nghèo tài nguyên còn lại thì có đến mùa quyết cũng chẳng bao giờ trả được hết nợ. Vậy nên Mỹ giờ không ăn được thì nó cũng đang muốn đạp đổ. Nó muốn kéo hết người Ukraine vào một cuộc chiến tranh sinh tử với để khiến Nga quật quẹo và giả dụ nếu nga có lấy được toàn bộ Ukraine thì cũng chỉ là vùng đất hoang tàn đổ nát mà thôi khi đó nga có bao nhiêu tiền của cũng không thể khóc khi đó nga có bao nhiêu tiền của cũng không thể khắc phục nổi vậy nên tôi tin là nga sẽ không lấy hết ukraine mà chỉ lấy lại vùng đất đông nam vốn dĩ là đất của đế quốc nga từ ngàn xưa mà thôi còn vùng đất còn lại có thể nga sẽ chia làm hai một phần ở giữa cho trung lập thân nga còn phần còn lại, ở miền Tây thì cho mấy ông Ba Lan và Hungary tranh nhau sâu xẻ. Vậy bạn có tin là Ukraine sẽ nghe Mỹ hạ tuổi tổng động viên lính từ 25 xuống 18 tuổi hay không? Nếu bạn nghĩ là có thì viết số 1, còn nếu bạn nghĩ là không thì viết số 2. Hoặc bạn có thể viết một nhận xét khác. Ví dụ như tôi đã xem hết video để làm diễn đàn thêm phong phú. Chương trình hôm nay đến đây là tạm dừng. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký chia sẻ và bấm chuông để nhận được các thông báo mới nhất nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau